Chào mừng các bé đến với trò chơi với chữ cái bờ giờ đờ. Các con cùng đọc bài thơ Ăn quả và đếm xem có bao nhiêu chữ bờ trong bài thơ này nhé. Ăn quả, bé ăn nhiều quả, người khỏe mạnh da, bé ăn quả na, càng thêm rắn chắc. Bé ăn quả mận, da rẻ hồng hào, bé ăn quả đào, sạch răng sạch lưỡi. Bây giờ cô chọn thử nhé. Chưa đúng rồi, bạn hãy trả lại đi. Con trả lời chưa chính xác, con làm lại nhé. Bạn đã chọn đúng. Các con hãy tìm quả có chứa chữ bờ. Chúng mình cùng làm nhé. Bạn rất là giỏi. Các bé hãy tìm quả có chứa chữ giờ. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Chưa đúng rồi, bạn hãy trở lại đi. Bạn đã chọn đúng. Bé hãy tìm quả có chứa chữ đờ. Chưa đúng rồi, bạn hãy trở lại đi. Bạn đã chọn đúng. Chưa đúng rồi, bạn hãy trở lại đi. Bé hãy tìm những sản phẩm được chế biến từ con bò mà có chứa chữ bờ nhé. Bạn đã chọn đúng. Chưa đúng rồi, bạn hãy chọn lại đi. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Chưa đúng rồi, bạn hãy chọn lại đi. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Mời các bé chơi trò chơi ong tìm chữ. Cô sẽ mở các ô số ra và các con hãy tìm cho cô các chữ cái còn thiếu nhé. Các bé cùng chơi trò chơi lật ô số. Có 4 ô số, sau 4 ô số là hình ảnh của các loại quả. Và các bé hãy tìm cho cô chữ cái còn thiếu trong từ nhé. Cô chọn ô số 2 nào. Ô, đây là hình ảnh của quả đào. Các bé hãy tìm chữ cái còn thiếu nhé. Chưa đúng rồi, bạn hãy trở lại đi. Bạn đã chọn đúng. Cô lật ô số 4 nào.
Đây là hình ảnh quả bí ngô. Các bé hãy chọn chữ cái còn thiếu nhé. Chưa đúng rồi, bạn hãy chọn lại đi. Chưa đúng rồi, bạn hãy chọn lại đi. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Cô lật ô số 1 nhé. Ồ, đây là quả đỗ. Các bé hãy tìm chữ cái còn thiếu nào. Chưa đúng rồi, bạn hãy chọn lại đi. Chưa đúng rồi. Bạn đã chọn đúng. Bây giờ cô lật ô số 3 nhé. Ồ, đây là hình ảnh quả dâu tây. Các bé hãy tìm chữ cái còn thiếu nhé. Chưa đúng rồi, bạn hãy chọn lại đi. Bạn đã chọn đúng. Vừa rồi, các bé vừa làm quen với những chữ cái gì? O, ô, ơ. A, á, ớ. B, giờ, đờ. Y, tờ, cờ. Con làm chưa đúng, con làm lại cho cô nhé. Con làm chưa đúng, con làm lại cho cô nhé. Con giỏi quá, chúc mừng con. Hôm nay các con được chơi trò chơi với những chữ cái bờ, giờ, đờ. Cô chúc các con có những bài học thật là vui.